Yến Nhi thử trải nghiệm cảm giác đi đổ xăng ở Hà Nội để biết được rằng là cần bao nhiêu thời gian thì mới có thể đổ đầy được bình xăng nhé. Đây là thực tế về việc đổ xăng tại Hà Nội trong thời gian vừa qua, khi người dân đều phải chờ từ 30 đến 45 phút cho mỗi lần đổ xăng. Tình trạng chật kín người tại cây xăng không chỉ diễn ra vào buổi sáng, mà tới tận chiều tối, dòng người vẫn đông đúc, xếp hàng để chờ đợi tới lượt mình đổ xăng. Nhiều người cho biết, mặc dù đã tránh giờ cao điểm, đi đổ xăng vào khoảng 20-21 giờ tối, thế nhưng vẫn phải chờ đợi rất lâu. Thời gian gần đây, nhiều cây xăng tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đều trong tình trạng đóng cửa, phía trước được rào chắn kín mít với lý do hết hàng hoặc đơn thuần chỉ là thông báo nghỉ bán. Khan hiếm nguồn cung xăng dầu, người dân chật vật tìm tới một số cây xăng nhà nước đang hoạt động, dẫn tới tình trạng phương tiện phải xếp hàng dài chờ đổ xăng. Hôm nay thì em đã được chờ được gần nửa tiếng rồi ạ. Tại thì em đang vội đến trường ạ, nhưng mà chờ như thế này em cảm thấy rất là lo lắng ạ. Chờ tại vì chờ quá là lâu ạ. Dạo gần đây thì nhiều cây xăng cũng đóng cửa ạ. Nên là mọi người đổ xô ở đây, xung quanh đây họ về đây đổ xăng rất là nhiều ạ. Nên là dạo gần đây chờ rất là lâu ạ. Không chỉ đóng cửa nghỉ bán mà tình trạng bán hàng cầm chừng, đối phó của hàng loạt cây xăng tư nhân diễn ra thường xuyên khiến nhiều người dân bức xúc. Nhiều cây xăng có từ 3 đến 4 cột bơm nhưng chỉ có một nhân viên bán hàng. Thậm chí có cây xăng còn giới hạn mua từ 30.000 đến 50.000 đồng một lượt, không được đổ đầy bình. Mình đã đứng chờ ở đây từ 5 giờ 15 rồi ạ. Thật sự là mình cảm thấy rất là bực mình và mình muốn bỏ về ngay ấy. Bởi vì đằng sau mình rất đông và đằng trước mình cũng thấy mãi mình không vào được trong cây xăng để đổ. Mình nghĩ là chắc là bây giờ là do nhiều cây xăng đóng cửa, bởi vì mình cũng tìm rất nhiều cây xăng ở trên những đoạn đường này thì rất là tắc. Chỉ có đúng cây xăng này là mở cửa nên là mình đã phải chờ rất lâu. Thì mình đã từng đổ ở những cây xăng ở cây xăng trung thượng ở đường cao tốc thì mình thấy là người ta giới hạn mức xăng chỉ cho đổ 30.000, không cho đổ hơn. Tình trạng phải xếp hàng dài như thời bao cấp để mua xăng tại Hà Nội đã khiến nhiều người dân phải đặt ra câu hỏi về việc đảm bảo an ninh năng lượng của Bộ Công Thương trong thời gian vừa qua. Liệu đến bao giờ mới hết cảnh chờ nửa tiếng mới đổ được một bình xăng?